video trận Mertens, Vanier Kai trình diễn lối chơi ấn tượng ở Australian Open năm nay, được giới chuyên môn đánh giá sáng cửa vô địch Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Gặp tay vợt 22 tuổi Mertens, người đẹp đến từ Đan Mạch đã thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp. Vanier Kai phải tiến gần giấc mơ lần đầu vô địch Grand Slam trong set 1, Vanier Kai giành break ở game 4. Sau đó, cô duy trì phong độ giao bóng khủng và thẳng tiến tới chiến thắng 6-3 sang set 2 và lại có break khá sớm ở game 5. Tuy nhiên diễn biến sau đó có phần khó khăn hơn. Tới game 10, Vanier Kai dẫn 3-0, không nhưng Mertens bất ngờ vùng lên anh liền 5 điểm để đòi lại break khó tin. Trên đà hưng phấn, Mertens suýt thắng set 2 khi có lúc có tới 2 set point. Vanier Kai hú vía thắng game 12 để đấu tài break. Tại đây, cô bản lĩnh thắng 7-2, tiến vào chung kết, chờ xem đối thủ là Kerber hay Heber. Thông số trận đấu Elise Mertens 3-6, 6-7, 2-7, Caroline Vanier Kai 3 aces 7-2 lỗi kép 5-60% tỷ lệ giao bóng 1-59%, 60%, 24/40, giao bóng 1 anh điểm 84%, 37/44, 63%, 17/27, giao bóng 2 anh điểm 53%, 16/30, mùng 4 tháng 8, 50%, điểm lết mùng 2 tháng 5, 40%, 25%, ngày mùng 1 tháng 4, trả giao bóng anh điểm 40%, ngày mùng 2 tháng 5, 28 điểm winner 25/44%, 62/141, tổng số điểm 56%, 79/141, xem video khác cùng chuyên mục.